Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Chào mọi người, chào mừng các bạn đang đến với video game Liên Quân Mobile. Đây là kênh Ý Tứ, cảm ơn mọi người đã dành ra thời gian quý báu để xem video nha. Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian vừa qua đã dành tặng cho Ý Tứ những cái like và những cái comment nha mọi người. Hôm nay Ý Tứ muốn chia sẻ với các bạn con tướng Phoenix với bộ trang phục là Phi Hành Gia. Bộ trang phục này cái giá tiền của nó là 99 quân huy, anh em thấy cái mức giá này sao ạ? Riêng bản thân mình thì thấy rằng nó hợp lý đó. Có cái điều này muốn chia sẻ với các bạn luôn. Ngay từ cái thời điểm ban đầu trong cái quá trình ban beat thì bạn Esu anh ta luôn tự tin, anh ta luôn quả quyết được rằng anh ta là cày thuê. Thì theo cái kiến thức mà tôi biết, cái cày thuê là một cái tổ chức và họ thường đi chung với nhau, nhưng không hiểu được lý do tại sao mà nghe anh ta đi một mình thôi. Thì chúng ta cùng nhau coi coi cái lời mà anh ta nói có đúng thật sự là sự thật hay không, và cái sự kết hợp của đệ tứ Sào Lon với lại anh bạn cày thuê này nó có mang lại một cái kết đội quần hay không nha. Rồi, nói qua sơ một tí về con tướng Phoenix trong ngày hôm nay. Nếu như bạn đang muốn tìm kiếm một con tướng xạ thủ có được khả năng gánh team farm rừng nhanh, có được cái sự cơ động và khiến cho đối phương phải bắt cực á. Bắt cực có nghĩa là bắt cực có nghĩa là đối phương muốn bắt bạn, họ sẽ phải vô cùng cực nhập và cực khổ nha mọi người. Bị phát hiện vị trí rồi, Yata làm gì đó, bay lên một pha thiên dực, cấu rỉa lên người Bayna. Bayna mở ánh sáng thần quang, chưa dừng lại, nẹt điện, di chuyển vị trí. Squid đang có được mình một lượng giáp, Squid bật cho mình pháo câu xạ, lượng sát thương đến từ anh ta, khoảng cách là chưa đủ và tạm thời hai bên trong cái tình trạng là rút lui. Thì anh ta đang muốn chơi nha mọi người. Dạ, Then đẩy một pha xung phong rồi, không sao cả, nẹt điện mang lại sự cơ động cho chúng ta. Đó chính là kiếp nổ và chiến công đầu, đó chính là một màn đầu tiên. Đó chính là Lorien, Lorien bắn ra, vòi rồng của Yata gây sát thương từ diện rộng, khoảng cách xa, và khiến cho Lorien cũng tạm thời rút lui ở thời điểm này. Con rồng sẽ là thứ mà mình sẽ hướng tới nha. À quên chia sẻ với mọi người luôn, ở thời điểm hiện tại Rana Liên Quân có cái sự kiện tiếp theo đó, anh em biết chưa nha. Đừng chuyển kênh nha, chúng ta sẽ sớm quay trở lại trận đánh ngay sau đây sau ít phút quảng cáo. Trước khi vào clip, mình xin phép giới thiệu với mọi người cái sự kiện của Rana Liên Quân là đồng hành cùng BAC 2020. Đây là một cái sự kiện mà mình nghĩ rằng các bạn nên tham gia, bởi vì nó là một cơ hội để cho mình có thể có được cái skin nè, có được tướng nè, rồi có cơ hội nhận được iPhone XS Max và những phần quà giá trị trong game. Cách thức tham gia như nào, hôm nay mình xin phép giới thiệu với mọi người cái sự kiện là dự đoán MVP. Đó, sự kiện dự đoán MVP thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ lựa chọn những cái tuyển thủ mà chúng ta nghĩ rằng họ sẽ đạt được MVP, và nó có một cái điều kiện, tuyển thủ đó phải đánh trên 50% tổng số trận với một vị trí thì mới được xem là MVP, đúng không ạ? Thì đó, chúng ta sẽ lựa chọn, chẳng hạn như ở đây mình lựa chọn một số tuyển thủ như là khu vực đường trên thì mình cho anh Gấu đi, rồi ở khu vực đi rừng hả, khu vực đi rừng thì mình cho bạn Bân đi, rồi khu vực đi đường giữa thì mình cho Lạc Lạc đi, rồi khu vực đường dưới AD thì mình cho Ara đi, còn support thì mình cho Rui. Đó, đó là những vị trí mà mình dự đoán. Như vậy là xong rồi. Sau khi mà mình dự đoán xong thì chúng ta chỉ cần cuối tuần chúng ta chờ đợi kết quả thôi mọi người. Còn một cái sự kiện nữa chính là sự kiện khiêu chiến tướng. Thì đơn giản cuối tuần nó sẽ được cập nhật những con tướng mà của những tuyển thủ đã đạt được MVP. Chúng ta sẽ tiến hành chơi game. Khi mà tụi mình chơi những cái vị tướng này, cứ mỗi cái vị tướng như thế thì chúng mình sẽ được cộng 5 điểm. Và các bạn chơi đầy đủ 5 vị tướng, các bạn sẽ được cộng 25 điểm. Thời điểm mà các bạn đủ cái số lượng điểm rồi thì chúng ta sẽ quy đổi ra thành quà. Quà thì nó có hai loại, là quà theo tuần với lại là quà theo mùa giải. Và theo mùa giải, những bạn nào thuộc top thì có cơ hội nhận được cái điện thoại xịn sò với lại cái skin là Narok Quán Quân đó mọi người. Đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể gia tăng được cái số lượng tướng và số lượng skin. Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia ngay đi mọi người ạ. Hãy vào ngay đường link aic.liênquân.rana.vn ngay đi nha, và theo dõi các buổi livestream của Rana Liên Quân Mobile ở cái sự kiện đồng hành cùng AIC lần này. Những phần quà vô cùng giá trị nó sẽ được diễn ra vào thời điểm là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thứ năm thì 16 giờ, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là 14 giờ nha. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trận đánh thôi nào. Hello mọi người, Đệ Tử đã quay trở lại rồi đây. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về con tướng Phoenix đi mọi người ạ.
Chơi con tướng Phoenix nó mang lại cho mình rất là nhiều cảm xúc tích cực. Cái sự thích thú đầu tiên chính là cái khả năng farm quái rừng cực kỳ nhanh của nó. Mặc dù đã trải qua rất là nhiều phiên bản rồi, nhưng mà con tướng Phoenix nó vẫn có được cái chỗ đứng, nó vẫn cứng được chỗ đó. Phát hiện được vị trí của Yuka nha, chúng ta sẽ có một pha ganh đầu tiên đây. Yuka anh ta cũng thấy rồi, nẹt điện thu nhỏ để khoảng cách, đó chính là tĩnh điện của Lorien nữa. Đang có 3 người sẽ là một pha băng trụ, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được một trụ tại khu vực đường trên này. Khi mà đồng đội tiên bạn họ đang tập trung đông tại đường giữa và khu vực đường dưới đó, con lính đèn đèn vào quăng nhẹ cái sóng siêu thanh, trụ đang bắn chúng ta một hit, hai hit rồi, không sao cả. Volcat tại nơi kia và chính thức có được một trụ đầu tiên tại khu vực đường trên này. Team đội đỏ họ tập trung đông tại con bùa xanh và chúng ta cần phải đến tham chiến ngay các bạn ạ. Và những thành viên, những đồng đội chúng ta họ đang câu kéo thời gian, sự hỗ trợ đến Subaina. Lorien bắt buộc phải dùng cho mình tiêu cuối bảo từ trường rồi, đang câu kéo thời gian một tí nữa, tứ sắp tới rồi, đó chính là Yata. Yata ta đặt một cái tên nó khá chỉ là thú vị các bạn ạ. Nhìn vào cái tên đó là tôi không dám đọc luôn á, bởi vì nếu như đọc là sẽ vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube nha bà con cô bác. Lorien đang gặp nguy hiểm, đang gặp phải ba người xung phong của Thane. Lorien chạy đi một bộ combo cực kỳ cơ động của mình, đó chính là cái điện từ trường kết hợp với chiêu hai tĩnh điện, giúp anh ta có thể dịch chuyển được và anh ta có thể đào tẩu được trong tình vừa rồi. Esu có được một phản trống và cái khả năng farm của ấy lộn, cái khả năng ganh của anh ta ở giây phút này là chưa được thể hiện cao lắm nha. Đó chính là Volcat. Volcat đang phải cân ba. Volcat đang có cho mình bất tử thân ma, quăng ra cho mình sống siêu thanh. Zephyr nằm xuống rồi, đang truy đuổi gấu Yuka tốc biến bỏ lại một mình nữ vương Bikini. Bikini tốc biến bỏ chạy, Bikini đập thẳng mặt vô tường. Bikini có phải nằm xuống không? Bikini có được cái hiệu ứng hồi phục đến từ con súc vật và kèm cả cái nội tại châu chó của Bikini ấy lộn, và kèm cả cái nội tại quyền năng ma thuật của con tướng Thane. Thane là một trong những con tướng mà mình thấy được rằng cái khả năng hồi phục của nó là cực kỳ ghê ở giai đoạn đầu trận, và trâu bò cực kỳ luôn đúng không ạ. Và đặc biệt anh em chơi Thane, anh em có cái trò được gọi là đi phá rừng ở giai đoạn đầu, Yata bay lên, đó chính là từ từ đang làm cái gì đó tôi không biết. Payna bật cho mình cái ánh sáng thần quang, Payna mở khả năng hồi phục ra, đang có ba người Excalibur đập xuống, sát thương chuẩn nhưng lượng sát thương là chưa đủ và rút lui một lần nữa rồi. Giao tranh vẫn đang dai dẳng tại nơi kia và team đội đỏ họ đang bị ép thế. Mình vẫn chưa thể nào phát huy được sức mạnh con tướng Phoenix. Thực sự mà nói, chơi con tướng Phoenix, cái điều mà nó làm cho mình cực kỳ thích thú nhất chính là cái khả năng A gặp anh bạn Thane này. Thane này nãy giờ tôi thấy được rằng anh ta có những cái pha đẩy nó hơi bị lủng củng và thiếu đi cái sự tinh tế, hay gọi bắn tắt là óc chó đó. Vậy thực sự mà nói được rằng những pha đẩy của anh ta nó chưa tạo ra được một áp lực gì đó quá to lớn. Payna quăng nhẹ con chim lên mặt anh ta rồi, và anh ta đang cố gắng tháo chạy một tí sát thương nữa, kiếp nổ và nằm xuống. Đó, một cái tình huống di chuyển nó hơi bị lộn nhào đến từ vị trí của Thane, anh ta đã phải trả giá. Anh em tụi mình quay trở lại với cái mẫu chuyện, cái luận điểm ban đầu hồi nãy nó giữa chừng nào. Cái điều mà nó khiến cho mình cực kỳ thích thú khi chơi con tướng Phoenix này, và mình nghĩ rằng đây cũng là một trong những yếu tố mà nó phân biệt được rằng kỹ năng của người chơi, chính là cái việc bạn có thể dùng chiêu hay được nhiều lần. Dùng chiêu hay được nhiều lần nó giúp cho con tướng Phoenix cơ động, và rõ ràng nếu như bạn thực hiện được pha đó thì đó sẽ là một pha highlight, và nó khiến cho đối phương sẽ bị bất cật, sẽ bị bắt cật nha. Xin lỗi các bạn. Rồi, vô nào. Combo sử dụng đối với con tướng Phoenix này trong quá trình mà đi đường thì cấu rỉa thả diều liên tục bằng chiêu 1. Tình huống thích hợp thì dùng chiêu 2 để có thể truy đuổi hoặc bỏ chạy nha. Thẻ nổi vào xung phong, anh ta đang đơn lẻ, một pha hô máu đến Subaru của Payna. Zephyr bay vào đâm lao tĩnh điện, Lorien dùng cho mình chiêu cuối bảo từ rừng. Gấu Yuka nhảy sổ vào phiên kích. Anh ta thấy được rằng cái sóng siêu thanh Esu ở ngay phía sau chỉ bị canh mà thôi. Gấu Yuka chạy về nói rằng má cái nạn thun của con Phoenix này mạnh quá tụi mày ơi, rút lui. Và đồng đội team bạn đang rút lui, họ bỏ lại một mình anh bạn Zephyr co cụm làm choáng quá ghê bởi những kỹ năng nẹt điện. Nẹt điện lao vào kiếp nổ bùm chiếu đã và nằm xuống rồi. Rút cuộc thì tụi mình cũng có được 3 mạng rồi nha. Yata, anh ta mang tên là từ từ đang ìa bắt đầu lướt tới, một pha thiên dực đến từ vị của Yata. Yata quăng ra cho mình cái vòi tứ cầm nạn thùng nã nát cái vòi của Yata luôn. Gấu Yuka cũng như vậy, một pha lộn nhào của Yata, cái lộn một pha lộn nhào của Yuka. Và 5 mạng là nó quá easy, triple kill rồi anh em ạ. Sự cơ động đó, kỹ năng cái nẹt điện nó vô cùng quan trọng. Các bạn dùng cái chiêu 2 thì anh em hãy chú ý lướt tới những cái vị trí chẳng hạn như là bách tường nè, xuyên tường nè, bụi cỏ này nọ, kiểu nhảy vào trong bụi cỏ nó sẽ né được tầm nhìn của đối phương nha. Rồi Thane lại là một tình huống mà sử dụng cái Excalibur mà tôi không hiểu được lý do tại sao luôn á. Mặc dù mức rank cao thủ hình như là 23, 24, 25 sao rồi đó, nhưng tại sao họ lại có được những cái tình huống di chuyển nó như thế này? Và trận đánh này nó chưa có thực sự mang lại cho mình một cái cảm xúc cực kỳ thích thú. Hy vọng rằng Thane anh ta sẽ tỏa sáng đây. Đây là con tà thần Caesar, Thane có tạo được một pha tranh cướp không đây? Gấu Yuka nữa, tà thần Caesar một tí máu mà thôi. Tà thần Caesar sẽ thuộc về ở đây, tà thần Caesar thuộc về do đệ tử rồi, không sao cả, nhím xíu bị đồ quần rồi nha. Bây giờ thì rỉa nè, sát thương nổ quá nhiều, Thane không thể nào chống cự được quá lâu. Mặc dù anh ta thuộc với vai trò đỡ đòn, Phoenix ở giây phút này có thể cân 2, cân 3 là một chuyện nó quá bình thường rồi anh em ạ.
combo mình có thể dùng một cách tùy biến á, đó là cấu rỉa thả diều, đặt cái kiếp nổ lên người đối phương, rồi dùng cái chiêu 2 thấy tình thế giao tranh mà nó lộn xộn và đối phương tập trung đông thì tụi mình sẽ quăng cái chiêu cuối ra để mà có thể giải vây, để mà có thể tạo ra khống chế cho những thành viên địa bàn. Rồi bây giờ mà chơi con tướng Phoenix nó cực kỳ đã luôn, anh em thấy chưa? Một khi mà con tướng Phoenix nó xanh thì khó mà có thể lật được cái thế cờ để từ những thành viên địa bàn. Gấu Yuka anh ta chỉ là làm màu trong tình huống này mà thôi, anh ta mang tên là bẩm bẩm gì đó, bẩm bẩm hay là tẩm tẩm gì đó thì tôi không biết. Ok, ba thành viên địa bàn đã phải nằm xuống rồi, trận đánh nó hơi bị nhạt anh em ạ, hơi bị nhạt, xin lỗi các bạn nha. Tứ sẽ cố gắng luyện nhiều hơn để hy vọng rằng sẽ có được những cái sản phẩm mà nó mang lại cái sự kịch tính và thú vị nha. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những siêu video vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nào có nhu cầu mua hàng có thể ghé ngay shop điện tử.vn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có được một buổi chiều vui vẻ.